Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở Only bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 89 phép nhân. Bài số 1. Tính tổng rồi chuyển các phép cộng thành phép nhân. 1 2 3 4 con số 3. 3 là cộng 3 là bằng 6, 6 cộng 3 là 9. 9 ta cộng cho 3 là bằng là 12. 12. Rồi cái này ta lấy là con số 3, đây là con số 3 chúng ta giữ nguyên là con số 3. 4 con số 3, 1 2 3 4. Giá này là dấu nhân. Nhân là 4. 3 nhân 4 nó cũng là bằng 10, 12. Thay vì dấu cộng thì chúng ta không viết dấu cộng, nó viết dấu nhân thì nó cũng ra bằng 12. 4 cộng 4 là bằng 8. 8 ta cộng cho 4 là bằng 12, 12 ta cộng 4 là bằng 16. Rồi con số 4 là ta giữ nguyên. Ta nhân cho 1 2 3 4. 4 nhân 4 nó cũng là bằng 10, 16. 1 10 20 30 40. Thì ta giữ nguyên con số 10 và ta nhân cho 1 2 3 4. Là nó cũng là bằng là 40. Chúng ta qua bài số 2. Viết phép nhân vào ô trống theo hình vẽ. Có bao nhiêu con khủng long? 1 2 3 4. Chúng ta có hai hàng, được không? Hai hàng. Nghĩa là 4 đúng không? 4 như chúng ta sẽ có hai hàng, 4 này, ta nhân cho 2 là bằng là 8 con. Rồi có bao nhiêu con kiến? 1 2 3 4 5, 5 hàng, 5. 5 con một hàng, chúng ta có hai hàng. Thì 2 bằng 10. Còn không thì chúng ta tính kiểu này cũng được. Cái cột là tính theo cột này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có 4 4 cột mà mỗi cột là 2 câu. Ta lấy 4 ta nhân 2. Bên này chúng ta tính theo cột cũng được, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. 5 cột mà mỗi cột là 2 câu, một cột nên là 2 câu này. Ta lấy 5 nhân 2 hoặc là 2 nhân 5 cũng được. Rồi bài này chúng ta tính theo cột ha, tính theo cột cho nó khác cái đó xíu. 1 2 3. 3 này. Và chúng ta có bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5. 5. 3 nhân 5 là 15. Rồi này chúng ta tính theo cột luôn cũng được, 1 2 3. Nhân cho 1 2 3 4 5. Nó cũng là bằng 10, 15. Hoặc ta đảo lại. Ta đảo lại là 1, 2, 3, 4, 5. 5 đứng trước. Rồi là chúng ta có 3, 3 hàng. Ta nhân cho 3. Nó cũng bằng 15. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi bài kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy này có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.